Nam Mô Bụt Tha. Dạ, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên mạng internet Quang Banh Talk, Facebook, Zoom, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 3 giờ từ 8 giờ 30 đến giờ 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Dạ, con kính tri ân chư. Dạ, cảm ơn cô Tịnh Thành. Và đây là giờ mùa đông. Tuần sau là vào giờ mùa hè quý vị. Dạ, hôm nay bỏ chữ mùa đông rồi. Dạ. Con nhập hình thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2024, Phật lịch 2564, giáo trình Phạn ngữ Bali, tỳ kheo Giác Đẳng Miêu soạn bài 27b kinh văn Hành giả và sức mạnh của ý chí, học Phạn ngữ đại danh từ phần 2. Sẽ được Ngài Tề Siêu và Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam niệm đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con kính dâng bích đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì huy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Bài học hôm nay Phạn ngữ Bali.
27b kinh văn hành giả và sức mạnh của ý chí, học Phạn ngữ đại danh từ phần 2. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Con kính nhân bích đến sư. Kính lễ thi toàn thể sinh đảnh lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tuần rồi chúng tôi có việc bận nên ở trong lớp học, còn giờ thi toàn thể sinh giảng. Nhưng mà nghe tôi đích tự tin nói rằng bài học tuần rồi thì chúng ta cũng chưa có học hết, chỉ học đại lược một phần. Nên kỳ này thì chúng ta trở lại để học bài này, và chúng tôi cũng có được biết là riêng về trong phần bài tập có nhiều cái trường hợp mà quý Phật tử chưa có quen, quý vị Phật tử chưa có quen, và chúng tôi có hứa với quý vị rằng chúng tôi sẽ điều chỉnh để làm sao thích học. Nên ở trong tuần này thì chúng ta sẽ kể như là phần bài học này là bài học 27B và 27B tức là kỳ học BA, thì chúng ta sẽ giảng lại phần bài học Phạn ngữ, chỉ có một phần mới thôi, đó là phần kinh văn. Đó là kinh văn. Quý Phật tử nên biết một điều rằng chúng tôi đang làm việc với Thượng Tọa Tự Siêu để làm cách nào có một cái giáo trình Phạn ngữ và tương đối là nó gần gũi hơn. Thì cho đến nay chúng ta đã có thể đồng ý được là mỗi tuần chúng ta có phần kinh văn, sắp thì có phần bài ôn, phần kinh văn do thầy toàn thầy sư giảng, rồi phần bài ôn chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị, và sau đó thì thầy toàn thầy sư sẽ trở lại với bài học trong ngày, và sau cùng là làm bài tập. Bây giờ đầu tiên, đúng ra thì trong giáo trình Phạn ngữ thì Thượng Tọa Tự Siêu không đọc, bởi vì biết là ở trong bài này có rất nhiều tiếng Pali. Do vị xin thay mặt đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu bắt đầu cho bài học ngày hôm nay với phần giảng giải về kinh văn. Kính cùng xin Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức kính thỉnh trì. Giáo trình Phạn ngữ Pali hôm nay về văn phạm thì chúng ta sẽ học lại cái bài tuần trước mà chưa có học hoàn tất. Nói về đại danh từ, như hôm nay thì chúng ta có một đoạn kinh văn mới. Trong cái đoạn kinh văn mới này, có những từ mới lạ và cấu trúc văn phạm nó cũng là khi mà chúng ta học kinh văn những cái đoạn kinh như thế này nè, thì ít ra chúng ta phải có căn bản về Pali, về văn phạm Pali, và chúng ta đã quen với văn phong Pali thì chúng ta mới có thể xem vô trong đó để chúng ta hiểu được. Cho nên ở đây chúng ta sẽ dành cái thời gian khoảng chừng một giờ đồng để trình bày về cái đoạn kinh văn này
Đoạn kinh văn này dùng những cái từ hợp thể nhiều, ít có xài động từ. Và cái cấu trúc câu thì sẽ mở đề nhiều hơn là một cái câu đơn giản. Chúng ta hãy chú ý. Trước tiên chúng ta tập làm quen với cái câu đầu Đức Phật Ngài giới thiệu: Duna hang phết quê thăm ba năm anh nhà sinh của bệnh nhà sinh và cha sang tốt thích ta của sư lê sư thầm mê sư và cha áp bật tiết qua được ta bật hà nát sinh. Có hai pháp này này các tỳ kheo, ta đã học được, đã biết được. Thế nào là hai? Không tự mãn đối với thiện pháp, không có thối chuyển đối với tình cờ. Ở đây thưa quý vị, cái chữ phách quê thì chúng ta quen quá rồi, nó là một khu cách của danh từ phích khú. Nhưng mà cái khởi đầu là chữ duyên na hăng. Chữ duyên na hăng đó là chữ duyên năng và chữ a hăng. Duyên năng a hăng. Tại sao xài chữ duyên năng? Tức là chỉ đến cách số nhiều là duyên năng tham ba năng, tức là hai đối hai pháp chỉ lý về chỉ đến cách thành chỉ duyên năng. Nhưng mà chữ duyên năng đó, đó khi mà nó hợp âm với cái chữ a hăng đứng ở phía sau đó thì nó bỏ bớt nhiều lắm thành chữ duyên đá. Em bỏ chữ nít cái hệ tá đi, bỏ chữ ăn nè. Và duyên đá còn a hăng, hai cái em gặp nhau thì sát nhập lại làm thành một cái trường âm gọi là a duyên na. Cái đó thì cũng không có gì để bàn. Nhưng mà cái động từ upanya sinh, chữ upanya sinh đó, nó là một động từ ngôi thứ nhất động từ ngôi thứ nhất, động từ quá khứ ngôi thứ nhất. Cái chỗ này thì nó hơi rắc rối về cái động từ cho chúng ta là động từ có đúng khi không có lấy cái động từ nguyên như động từ upacanati. Upacanati nghĩa là biết được, cái này ta đã biết được hai pháp, ta đã biết được hai pháp này, cái tỳ kheo ta đã biết được hai pháp. Mà chia quá khứ thì trở về cái ngữ nguyên của nó, ngữ căn của nó là upanya chứ không phải là upachanati. Nếu động từ
Cũng bên cha Ninh, cũng bên cha Ninh thì chia động từ thông thường, mà Upanya sinh là cách chia đặc biệt của cái động từ của cha là chỉ động từ quá khứ. Và ở đây trong cái bản dịch của chúng ta thì ngài đã dịch ta đã học được, đã biết được. Thực ra thì chúng ta chỉ có một động từ thôi, mà ngài dịch tới hai nghĩa là học được, biết được, đã học được, đã biết được. Thì ở đây chúng ta gom lại là ta đã biết được hai pháp này các tỳ kheo. Ở đây chúng tôi xin lỗi quý vị, không biết là cái trích đoạn Pali này nó có chính xác về cái văn phong, cái văn phong kinh văn hay không. Vì ở đây trong cái bản dịch cả hai pháp này, có hai pháp này này cái thì kêu ta đã học được, biết được thế nào là hai. Ở trong con Pali này hoàn toàn không có cái chữ thế nào là hai, không có chữ thế nào là hai. Không biết là lúc tin ra có bị bỏ mất cái chữ đó hay không. Sở dĩ mà chúng tôi hơi ngần ngỡ chút xíu rồi thưa quý vị, bởi vì nếu mà giảng cái đoạn kinh này thì nó dễ, nhưng mà khi trình bày để phân tích về ngữ pháp thì buộc lòng mạch văn Pali như thế nào thì phải phân tích như thế đó và dịch nghĩa như thế đó. Thế là ở đây chúng ta không có cái câu của thế nào là hay. Chỉ có cái chữ Dina Hăng Phí Khu Huy Thâm Ba Năng Upanya Sinh, rồi nói liền và cái Asan Tuthita Kusale Sư Thầm Mê Sú là không có biết no ở trong thiền pháp. Chứ Asan Tuthita đó, chữ Tuthiti, động từ Tuthiti tức là vui, thỏa mãn. Cái chữ sanh tức thi như chúng ta nói tri túc, có nghĩa là dịch từ cái chữ sanh tức thi tức là biết đủ. Cái này ở sanh tức thi ta tức là không có biết đủ, không có biết đủ, không có biết. Ở đây xài tiếng tự mãn, dịch là tiếng tự mãn, tiếng tự mãn chứ thì cũng được, cái nghĩa cũng hay, nhưng mà tiếng tự mãn thì nó có nghĩa như động danh từ xấu chứ không phải là danh từ tốt, cái nghĩa tốt, cái nghĩa tự mãn. Cái này chúng ta giờ bỏ qua câu hỏi, vì nó không có câu Pali làm sao mà mình phân tích câu hỏi được, cho nên đành phải bỏ qua. Chúng ta yên tâm bỏ qua câu hỏi. Và khi mà xài một cái cụm từ hay là một phân từ đó thì tốt từ của nó có thể xài kỹ thuật cách hay là sở thuộc cách hoặc là định sở cách. Ở đây là định sở cách Kusale Sư Thầm Mê Sư, không có biết đủ trong thiện pháp.
Thứ hai đó, Yaja Apatipadita Pana Pathanasmi. Pathanasmi, Pathana là cái sự tinh cần. Như chúng ta nói Samapathana là chánh cần, tính chánh cần. Cho nên chữ Pathana ở đây có nghĩa là sự tinh cần. Apatipadita do cái chữ á là không, Patiwanita chữ ta đứng ở phía sau là một kiếp vị ngữ, có nghĩa là khi mà ghép với một từ thì có nghĩa là tình trạng, nó mang cái nghĩa là tình trạng, một cái sự kiện. Ở đây chúng ta cái chữ gia đó là điều mà, thì ở đây cái văn phong Bali thì có vẻ dịch ra tiếng Việt của chúng ta thì nghe nó lượng thượng lắm, so với tiếng Bali thì cái văn mà Đức Phật dùng là văn nghĩa bổ túc, là cái văn phong tiếng Bali nó là như vậy. Nhưng mà khi dịch ra tiếng Việt mà chúng ta ôm sát từ, hồi xưa khi mà chúng tôi mới bắt đầu tập đến dịch thuật Bali, dịch kinh điển Bali, thì bản dịch thì chúng tôi bỏ, là tại vì khi mà mình quá ôm sát từ thì lúc bây giờ cái bản dịch của mình nó không có được mướt, mặc dù chúng ta không có thoát văn quá thì nó sẽ làm mất đi cái tính nguyên thủy của Bali. Nhưng mà chúng ta sát văn quá thì nó làm cho cái bài dịch nó không có được hay. Cho nên ở đây thì dung hòa, nó tóm lại là trong cái đoạn Bali này đó, Đức Phật ngày dạy này các tỳ kheo, ta đã biết hai pháp này là không biết đủ trong các thiện pháp và không có thối chuyển ở trong cái sự tinh cần. Rồi cái đoạn thứ hai là Đức Phật này mới giải thích Appanitha Appati Vani Suddhahang. Suddhahang ở đây Suddha và chữ Ahang, chữ Suddha, Suddha là một phân từ, một hư từ hay là một đệm từ xen vào thôi. Cái chữ Apatiwani nó xài chủ cách cho cái chữ Ahang, xài giống như chữ Ahang. Ta không thối chuyển, ta không thối chuyển. Này các tỳ kheo, ta cố gắng như sau. Chữ Badaha, Badahati, Badahami, tức là có sự cố gắng như sau. Này bắt đầu dịch ra trong một kép, chữ Kaman ở đây ngày dịch là sẵn, ta sẵn sàng. Nhưng thực ra thì một cái trạng từ chữ Kaman có nghĩa là nhất định, quyết định.
Tacho là da, Naharu là gân, Athi là xương. Ba từ đó là da, gân, xương. Còn chữ động từ là Awis, Awasis, Stuk. Xài cái nghĩa mà lần cách, tức là hãy để. Mà ở đây nếu mà chúng ta nói là dù chỉ còn, dù chỉ còn da, gân, xương, cái này là xài cái mạch phân nó hơi thoát một chút để dịch trong cái nghĩa đó. Một cái điều mà chúng ta chú ý là thường thường chúng ta xài cái động từ mệnh lệnh tắc á, nhưng mà chúng ta quen xài những nghĩa thứ năm, Pachami, nghĩa thứ năm, tức là ra lệnh, anatit. Nhưng thực ra thì mệnh lệnh tắc nó còn có nghĩa là ước vọng, mong mỏi, hay là chủ ý. Nó xài đâu cái nghĩa đó, động từ mở lên đó. Cho nên học tiếng Bali nữa thưa quý vị là phải rất nhạy bén, chứ nếu không thì chúng ta cứ học trong sách làm sao thì chúng ta cứ dịch ra như vậy thì nó sẽ khiến cho chúng ta lúng túng ở trong cái mạch văn. Chỗ này như thế này thì làm sao mà dịch phù hợp. Nhưng mà chúng ta làm sao để chúng ta hiểu được cái ngữ cảnh, chúng ta hiểu được cái nội dung, như vậy cũng đủ rồi. Như vậy chữ awasistu mà lời cách chúng ta đừng có xài cái nghĩa mà lời cách chi. Cho dù chỉ còn da, gân, bọc xương, chúng ta xài trong cái nghĩa tiếng Việt mình, người trong cái phong tiếng Việt chúng ta, một người mà ốm á, ở mò gầy mòn thì chúng ta gọi là chỉ còn da bọc xương, nhưng ở đây còn thêm gân nữa, bởi vì cái gân là nó chằng chịt để mà nó kết nối giữa cái đoạn xương này với đoạn xương khác. Dầu cho người ốm như thế nào, ốm thì mất thịt chứ còn da, gân, xương, còn da, gân, xương ba cái đó. Sarira là cái xác này, cái xác thân này. Cái chữ sarira đó chúng ta thường âm là chữ xá lợi, sarira tha tu, sarira là nó biến dạng từ cái chữ sarira, tức là thân thể, mà âm là xá lợi. Cái này thì đó mà hồi nó đi xa quá cho nên thôi chúng tôi dừng lại ở đây. Sarira có nghĩa là thân thể. Chúng ta xài chữ sarira chỉ cho cái thân, cái xác thân này, cái đó nó sẽ
chỉ chính xác hơn là cái chữ xài chữ ca giá. Ca giá là cũng là thân, nhưng mà những ca giá đó là chúng ta xài nhiều nghĩa đó. Thí dụ chúng ta nói có thân đây phải bị già, bị bệnh, bị chết, thì chữ thân đây tức là thân ngũ quẩn, trong đó gồm có danh là sắc. Nhưng mà chữ sơ rư rá thì lại là chỉ cho cái thân sắc quẩn thôi, thân 32 thể trượng. Mà sơ rư rá chính xác là như gì? Chúng ta gọi là cái xác, thân xác. Thì bát măng xăng lô hi tăng tức là thịt và máu tương thân. Upasusatu là có bị khô, có bị khô cạn. Ở đây chúng ta không có xài cái chữ là bị khô héo. Lý do tại sao? Thịt thì khô, nhưng máu thì phải nó cạn chứ không có héo. Máu không có héo. Cho nên khi mà nói dù thịt và máu trên thân có bị khô cạn, thì cạn đó là cạn máu, và khô đó là khô thịt. Chứ còn nếu mà chúng ta nói dù thịt và máu trên thân có bị khô héo, thì cái chữ khô héo đó xài cho chữ máu không được. Mỗi một chữ như vậy chúng ta cũng cần phải chú ý là cho nó hợp lý. Thì trước tiên đó, cái chữ bất thối, bất thối chuyển đó, là có sự tinh tấn như vậy. Ở đây theo chúng tôi đó, thì chữ sa rê rê là cái chữ đó phải dịch trước. Cho dù thân xác chỉ còn da gân xương thịt máu thì khô cạn, nhưng mà ta sẽ có cái sự liên tục tinh tấn, viriyat, viriyasa, santhanang, phawisati sẽ liên tục tinh tấn. Cái chữ santhanang đó nó lại liên kết với cái chữ, nó là cái gạch nối cho cái chữ viriyasa, viriyasa xài sở thủ cách. Còn động từ phawisati ở phía sau cùng là xài cho chữ santha, santha năng. Quý vị còn nghe rõ không? Máy cái laptop của chúng tôi nó hết pin, chúng ta mới cắm lại, chúng ta mới ghim sạc lại. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Như vậy trong cái đoạn thứ hai này, nếu mà phân tích từ ra thì chúng ta thấy nó không có khó, không có khó. Chỉ có cái chữ là văn tăng Purisat Tha Mê Na Purisat Puriye Na Puriye Purisat Puriye Na hay Purisat Barak Mê Na Patapang. Thì ở đây đó
Hòa thượng Minh Châu ngày dịch là nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của người, nhờ cần giọng của người, ba cái chữ đó. Nhưng mà ở đây nói sức mạnh của người, nhờ tinh tấn người hay nhờ cần giọng của người, thì ở đây chúng ta dịch như vậy đó, chúng ta hơi khó hiểu cái đoạn văn này, cho nên chúng ta phải dịch lại cái chỗ này nè. Điều mà con người đạt đến những gì chưa đạt đến nhờ người có tận lực, nhờ người có tinh tấn, nhờ người có cần giọng, thì ta sẽ tinh tấn như vậy. Thì nếu mà dịch sát văn thì nó hơi dông dài một chút xíu, cho nên ở đây chúng ta phải hiểu trong cái đoạn, trong cái mạch văn này nè, là khi mà Đức Thế Tôn ngài nói các tỳ kheo rằng ngài có cái sự tinh tấn bất thối chuyển như sau, ta nghĩ rằng là cho dù thân này chỉ còn da gân xương, còn thịt máu khô cạn, vẫn sẽ tinh tấn để đạt đến những gì chưa đạt đến, tức là chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Bát tập băng nà tăng apa puni toa, nhờ người tận lực puni sát tha mê na, nhờ người tinh cần puni sát quỳ về na, nhờ người cần giọng giọng. Quý vị nghe lại được chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị.
Rồi trong cái đoạn kế tiếp đó, chữ tát sát may hăng thích của vi apana apamada thi gata sambodhi apamada thi gato anuttaro yoga yoga khimang. Ở trong cái mạch văn Pali, thường thường khi mà xài cái đại danh từ nhân xưng đại danh từ âm hát, thường nó đi kèm với cái chữ tắt. Đó là một điều mà giống như khi mà chúng ta nói tôi đây vậy đó, ta đây. Chúng ta xài nghĩa gì? Cũng như tắt sa mai hăng, hai cái này đồng cách. Chữ may hăng xài chỉ nên cách hay sở thuộc cách. Mà trong cái câu này chủ ngữ là sĩ sang mô thí, và cái chữ anuttaro yoga khimang, chữ samuthi là chánh giác. Chánh giác ta đạt đến athikata. Bởi vì chữ athikata, tại sao chia athikata? Samuthi là danh từ nữ tánh, cho nên sẽ thí người ta Appamada thí người ta chánh giác. Mà ta đạt đến do nhờ không gì không có, không có phóng dật hay là không dĩ vui. Anuttarang yoga khimang, vô thượng an ổn khổ ách, ta đạt đến do không có, không có phóng dật, không có dĩ vui. Thì đoạn thứ hai là Đức Phật ngài muốn nói ở chỗ là cái chữ appamada là không dĩ vui, tức là cái sự tinh cần không có thối chuyển đó, gọi là không có sự dĩ vui, hay là ở đây ngài dịch là không có phóng dật. Thì cả hai pháp, tức là chánh giác với samuthi, tức là cái bồ đề tuệ hay bồ thí nhãn á, bồ đề tuệ hay là cái trí giác ngộ, tức là chỉ cho đạo quả. Còn anuttarang yoga khimang á, vô thượng an ổn khổ ách, tức là chỉ cho niết bàn. Bởi vì niết bàn đó là yoga khi mang, chữ khi bá có nghĩa là an ổn hay là bình yên. Hay là dẹp yên. Còn chữ yoga là chỉ cho bốn cái ách, tứ ách, tức là dùng ách, kiến ách. Dùng ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Bốn cái ách đó, đó khi mà đã tháo gỡ ra rồi đó, thì nó được tự do tự tại. Cho nên niết bàn là tháo ách, tháo ách phượng. Mà do vậy cho nên niết bàn là vô thường, nếu bạn là vô thường. Thì cái sự giác ngộ chân chính, cái sự giác ngộ chân chính mà ngài đạt được, ta đạt được là do nhờ sự không dễ vui. Và nếu bạn an ổn khổ ách đó, ta chứng đạt được là do nhờ không dễ vui.
ý nghĩa của cái đoạn đó là gì? Rồi cái đoạn thứ hai đó, cái đoạn đầu là Đức Phật Ngài tự giới thiệu về mình. Ngài tự giới thiệu về mình, Ngài nói đến cái tình trạng mà Ngài không có thấu chuyển trong cái sự tinh cần, bằng cách là Ngài ở đây cái thứ quý vị, trong cái mạch văn này chúng ta phải chú ý chỗ cái câu trên mà Đức Phật nói hai pháp mà Ngài có được đó, apajitvanita patthanasmin, thì chữ apajitvanasmin patthanasmin là chúng ta phải hiểu là apajitvani patthahami. Chữ patthahami là cái sự cố gắng. Thì ở đây cái danh từ của cái chữ này, danh từ mà xuất phát từ cái động từ bát đa, thì là từ bát thana mà chúng ta gọi là cần. Khi mà chúng ta học Pali đó, chúng ta chú ý ở mạch văn mà Đức Phật Ngài sử dụng, Ngài là người là vị văn nghĩa phổ túc, cho nên khi mà Ngài sử dụng và chúng ta đọc thêm chú giải, chúng ta sẽ thấy rất là lý thú khi mà chúng ta biết được cái cấu trúc của từ. Apatibhani Padahami là cái phần đó Ngài nói tường thuật. Nhưng mà Ngài nêu cái tiêu đề đó, thì Ngài sửa lại cái câu này bằng cách là Apatibhanita Padahami là không có thối chuyển đối với tinh cần. Có nghĩa là Ngài tinh cần không có thối chuyển như sau: là cho dù cái thân này chỉ còn thịt gân xương vân vân, thì Ngài cũng có sự liên tục tinh tấn để mà đạt đến những gì chưa đạt đến. Và chánh giác cũng như là niết bàn, đạo quả niết bàn Ngài đạt được là do nhờ cái sự không không có dễ vui. Đó là Ngài tự giới thiệu mình. Còn cái đoạn phân đoạn thứ hai đó là Đức Phật Ngài nói với các vị tỳ kheo, khuyên các vị tỳ kheo tâm hề chi biết phi cầu về ở bậc tỳ quan nắng và đã hay già thác. Cái chữ thì nó khác như vậy, nó khác chút rồi sau. Nhưng mà cái sự cấu trúc về từ ngữ thì cũng giống y như vậy thôi. Khi mà giới thiệu về Ngài thì Ngài nói rằng Apatibhani Padahami Padahami. Còn khi Ngài nói với các vị tỳ kheo thì Ngài nói apati vanang padahai và thác. Này các tỳ kheo, nếu các ngươi tinh cần mất thối chuyển
dù cho thân này chỉ còn da gân xương và thịt báo bị khô cạn, sẽ tinh tấn để đạt đến những gì chưa đạt đến do người nỗ lực, do người tinh tấn, do người chuyên cần. Thì tâm hê biết phi cầu quê nát chưa rách thiền á, thì này các thiền kheo, không bao lâu, không bao lâu các ngươi sẽ tự mình xa dân và tự mình thì thiền quá thầm mi là ngay trong hiện tại. Apinya thắng trí Sachikatwa chính ngộ Upasampajja chứng đạt. Cái này sẽ quá khứ tự không? Viharistha sẽ an trú ngay trong hiện tại. Thắng thắng trí cái gì? Chứng đạt cái gì? Tức là Brahmacharya Pariyosanang, tức là cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh phạm hạnh. Và ở đây cái câu mà Yathasaya Ulabhuta Samadeva Garasma Anna Anna Garjam Papajanti Tadan Lutaran. Chữ Tadan Lutaran đó đây là chữ Tăng và chữ Utaran. Tăng và Utaran, Tadan Lutaran, hai cái chữ chúng ta tách rời chữ Tăng đó đó, nó xài cho cái chữ giác sáng, giác tánh, cái nào cái đó, cái đó là nó liên quan đại danh từ, xài liên quan đại danh từ. Mục đích mà các thiện nam tử chân chính xuất gia rời khỏi gia đình, sống không gia đình đó, thì cái mục đích đó là tăng, mục đích đó là cứu cánh của đời sống hoàn hạnh vô thượng. Vô thượng cứu cánh đời sống hoàn hạnh. Thì ngay trong hiện tại, đi theo quá thầm mê, thì ngay hiện tại, các ngươi sẽ tự mình thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Tức là ở đây Đức Phật Ngài muốn, Ngài khuyên các vị tỳ kheo đó, nếu mà các ngươi cũng có cái sự tinh tấn bất thối chuyển, quyết tâm, có cái ý chí là dồn cho thân này chỉ còn da bọc xương máu thịt nó khô cạn,
sẽ không có ngừng cái sự tinh tấn. Thời không bao lâu các ngươi sẽ tự mình chứng đạt vô thượng mục đích cứu cánh đời sống phòng hạnh, cứu cánh phòng hạnh. Vô thượng cứu cánh phòng hạnh là mục tiêu mà các thiện gia nam tử chân chính đã xuất gia, rời khỏi gia đình, sống không gia đình, đạt được. Tasva do vậy hay là do đó, Tasma tí hát, chữ ý hát ở đây tức là chữ ý thác. Tasma tí hát, chữ sen chữ tá và ở trong đó, thành ra Tasma tí hát. Do vậy này các tỳ kheo ở đây, Evang Sikitapan cần phải học tập như vậy. Apatikwana Badahisama, chúng ta sẽ cố gắng bất thối, cố gắng bất thối. Dù trên thân này chỉ còn da gân xương, cái đoạn này thì nó trùng các cái từ hồi nãy chúng tôi nói, cho nên không có phân tích nữa. Dù thân này chỉ còn da gân xương và máu thịt bị khô cạn, cũng sẽ tinh tấn, cũng sẽ tinh tấn để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, do nhờ nỗ lực tinh cần và cần giống, tinh tấn và cần giọng, nỗ lực tinh tấn và cần giọng. Ê quần hí vô. Và như vậy đó, này các thiền kheo, vô sức tập bằng, các ngươi cần phải học tập, cần phải học tập. Đây là một đoạn kinh văn ở trong tăng chi một kinh mà Đức Phật Ngài đã dạy các vị tỳ kheo. Trước tiên là Ngài dẫn chứng bản thân Ngài. Ngài đơn cử bản thân Ngài đã thấy biết hai pháp, tức là không biết đủ trong thiện pháp, hay là không biết đo trong thiện pháp, và tinh tấn và không thối chuyển trong tinh tấn. Và Ngài nói rằng là Ngài có cái ý chí của Ngài, cho dù thân này chỉ còn da gân xương, thịt và máu đã khô cạn, nhưng vẫn tiếp tục tinh tấn để đạt đến những gì chưa đạt đến. Rồi sau đó là bước viên các vị tỳ kheo, nếu các ngươi cũng tinh cần bất thối chuyển như vậy đó, thời không bao lâu các ngươi sẽ đạt đến cái cứu cánh tối thượng của đời sống phòng hạnh mà các thiện gia nam tử chân chính đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các ngươi sẽ tự mình thắng tri
chứng đạt chứng ngộ vạn chúng, tức là đắc quả giải thoát. Rồi cuối cùng là Đức Phật lại dạy cho các vị tỳ kheo cần phải học tập, ta sẽ tinh tấn nỗ lực bất thôi chuyển với cái ý chí là thân này, thân xác này dầu cho có khô cạn máu thịt, chỉ còn có da gân và xương, cũng sẽ tinh tấn không có thôi chuyển. Thì ý nghĩa cái đoạn kinh văn trên phân tích về ngữ nghĩa và giải thích về nội dung chỉ gồm có bấy nhiêu đó. Thưa quý Phật tử vậy chúng ta từ siêu sau phần tạm chứng tỏ về kinh văn, chúng tôi sẽ có một chút để ôn bài với quý Phật tử. Trước khi mà ôn bài, chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một điều, đó là khi mà chúng ta học ngôn ngữ khác với chúng ta học những cái như là Trung Bộ Kinh hay là Thông Pháp, là quý Phật tử đôi lúc chúng ta không có nhiều cái điều kiện để suy luận, mà thay vào đó chúng ta phải vận dụng cái trí nhớ của chúng ta rất là nhiều. Và cái trí nhớ chúng ta càng tốt và càng rõ đó, thì chúng ta mới theo được bài học. Cái môn học này rất khác một khác. Và chúng tôi cũng hiểu rằng một tuần thì chúng ta chỉ học có một ngày. Chẳng những tuần học một ngày mà trong tiếng Phạn, tiếng Pali thì thưa quý vị, văn phạm đó, nó tương đối nó xa lạ đối với người Việt Nam của chúng ta. Các phương ngôn ngữ tiếng Việt, ví dụ như ngôn ngữ chúng ta ngôn ngữ đơn âm, và những cái danh từ và động từ của chúng ta nó không có biến thể nhiều như là tiếng Phạn. Dĩ nhiên là những vị nào mà đã từng học tiếng Phạn nhiều quá thì quý vị sẽ rất là thích thú để theo. Nhưng mà nếu mà không quen thuộc thì đôi lúc mình cảm thấy rằng mình đang đi vào một nơi rất là xa lạ. Và giúp quý vị được ngạc nhiên là trong những phần bài ôn, chúng tôi phải trở đi, trở lại những cái khái niệm căn bản. Thật ra thì mới nghe đó, thì văn phạm, tiếng Phạn rất là rắc rối. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi thưa như vậy là nếu chúng ta có một số cái căn bản về văn phạm, ví dụ như là chúng ta có cái khái niệm thôi, và cái cách chia động từ, một cách chia về danh từ, và một cách số cái phép mà ghép nối các từ vựng, thì chúng ta sẽ thoải mái, và thoải mái nhiều để nghe chương trình tự siêu chia sẻ phân tích về vấn đề văn phạm. Chúng ta cũng hiểu một điều rằng khi mà mình sanh ra đời mình học tiếng Việt á,
thì mình học bằng cái trực giác, nghe và nói. Ví dụ một đứa bé lên 3, lên 4 nghe tiếng Việt, học tiếng Việt, nó học nhanh, không có cần đến văn phạm. Cái khổ của chúng ta khi mà chúng ta học một ngôn ngữ mới đó, thì chúng ta một lúc phải nhờ vả vào văn phạm, mà đồng thời bị văn phạm nó là một cái cản trở chúng ta. Bởi vì quý vị thấy rằng có nhiều người Việt Nam học tiếng Anh, văn phạm thì rất là tốt nhưng mà nói không được. Trái lại có những người, và đặc biệt chúng tôi phải nói là người phụ nữ, có nhiều khi nói tiếng Anh ta nói gọi là nói tiếng bồi, nhưng mà họ lại nói được nhiều. Ở trong những gia đình của Việt Nam bên Mỹ, thông thường là nếu có trường hợp là người chồng á thì biết nhiều về văn phạm, từ vựng, đọc báo, nhưng mà cần chuyện gì nói, như là nói qua điện thoại hay là nói với ông hàng, nói với người hàng xóm này nọ, nó chỉ kêu người vợ ra nói, thì người chồng nói tiếng Anh, nói nó vựng broken English, nói không có, nói không được. Rất là đơn giản là vì trong ngôn ngữ người ta có hai cái cách học. Một cách học mà chúng ta gọi là học kiểu hàn lâm, học kiểu kiểu chuyên môn về ngôn ngữ, và một lối học khác là cái học kiểu thực dụng. Thì thưa quý vị, cái kiểu mà mình học có tất cách là hàn lâm, có tất cách là kinh viện đó, thì chúng ta phải đi vào cái thế giới của ngôn ngữ rất là nhiều, cái chuyên môn của ngôn ngữ, mà nếu chúng ta không khéo á, thì đôi khi chúng ta rơi vào trong tình trạng là mình chỉ muốn học lái xe hơi, mình phải học làm thợ máy nè, tức là phải học được bộ phận của máy xe, nó không cần thiết. Nhưng mà ngược lại, một cái người lái xe mà không có cái căn bản về cái sự vận hành của máy, thí dụ cái hộp số nó là việc như thế nào, mình lên xe mình không khéo gài số có thể bể hộp số. Nhưng mà không có nghĩa là khi mà chúng ta học về gài số thì chúng ta phải biết một cái kỹ lưỡng về hộp số giống như là cái người thợ máy. Do đó đôi khi trong cái việc học công thì chúng ta rất cần để hiểu rằng cái nhu cầu của mình là gì và mình nên học cái gì. Ví dụ như là quý vị nghe chúng ta từ siêu về văn phạm thì không nhất thiết là quý vị phải nghe đầy đủ. Chúng tôi nói xin lỗi là chúng tôi nói 10 điều, quý vị cảm nhận được 2-3 điều cũng là khoan nghĩ rồi. Tại vì chúng tôi giảng trên cái góc cạnh của một người chuyên môn, và quý Phật tử chúng tôi mới bắt đầu. Thì chúng tôi cũng phải thưa quý vị rằng riêng phần kinh văn á, thì suốt cả thời gian vừa qua đó, chúng ta chỉ mới bắt đầu nghĩa là một phần rất nhỏ ở cái bước sơ khởi đi vào văn phạm. Do đó chúng ta không có một phần kinh văn nào mà thích hợp cho giai đoạn này hết. Lẽ ra thì cái phần kinh văn này là chúng ta phải học chúng ta phải học sau, nhưng mà vì nếu một lớp học văn chỉ dạy về văn phạm không, quý vị sẽ khô khan lắm. Thật ra chúng tôi mới trích một phần kinh văn để qua đó chúng ta được nghe giảng về ý nghĩa phần kinh văn này. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại là hôm nay chúng ta học về đại danh từ. Đại danh từ thì trong đại danh từ có hai là cái nhân xưng đại danh từ, tức là giống như là nói là tôi hay là các anh, đó là nhân xưng đại danh từ. Và chúng ta nói về phím chỉ đại danh từ, cái này cái kia cái đó vân vân, thì mình nhớ rằng trong những cái đại danh từ này thì cái cách chia nó cũng giống như danh từ khác. Ví dụ mình nói là tôi thì cũng giống như mình nói về người đàn ông. Người đàn ông thì có chủ cách, có đối cách, có sử dụng cách, có chỉ định cách, có sở hữu cách, có xuất xứ cách, có định sở cách và khô cách. Nhưng mà trong cái nhân xưng đại danh từ thì từ đó đó, như là tôi và anh đó, nó không cần tới hồ cách nữa, chúng ta bỏ hồ cách ra. Nhưng mà chúng tôi rất sợ ở một điểm là bài học thì một tuần mình học chỉ một bài thôi, một lần thôi. Và đôi khi mình giảng đại lược qua đó, thì chúng ta không có nhớ.
không có nhớ những cái biến thể này. Tại những cách này nó quan trọng lắm. Không có ai mà đi vào học phản ngữ mà không biết về các cách này. Và những cái cách này nó rất là căn bản. Thật ra chúng tôi trong bài ôn này thì chúng tôi chỉ nhắc lại là mình nói về chủ cách, tức là về chủ từ. Và như mình nói là quý vị đọc những câu thí dụ là Đức Phật thuyết pháp, thì câu Đức Phật là Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật là chủ từ của câu đó. Thì câu đó chữ bút thá là Đức Phật, mà chủ cách đó là phải là bút thô, hay là tôn giả Ananda nói với Đức Phật, hay là bạch với Đức Phật, tôn giả bạch với Đức Phật, thì chỉ Đức Phật từ chữ bút thá biến thành bút thăng. Bút thăng nghĩa là đối cách của chữ, là chữ bút thá chia sẻ đối cách. Rồi mình nói rằng sử dụng cách, sử dụng cách là danh từ mà Hòa Thượng Minh Châu dịch. Tôi biết quý vị nhớ rằng về văn phạm này đó, ở trong cái nguyên diện cái tiếng Phạn nó rất là dạ, không phải phiền, mà cái văn xưa thưa quý vị, cách văn xưa mà ngày xưa học mà bây giờ quý vị đọc ở trong văn phạm thì thấy là người là cách thứ nhất, cách thứ nhì, cách thứ ba, cách thứ tư, vân vân. Thì một cái vị mà tiên phong ở trong lĩnh vực là ngài Buddhadatta, thì khi mà ngài soạn cái quyển The New Body Course thì ngài đã dùng cái danh từ của tiếng Anh, thay vì mà ngài nói cách thứ nhất, cách thứ nhì, cách thứ ba đó, thì ngài dùng cái chữ là subjective and nominative chẳng hạn. Thì Hòa Thượng Minh Châu là người đầu tiên đã giới thiệu cái văn phạm Pali mà chúng ta được biết ngày nay vào tiếng Việt. Hòa Thượng Minh Châu có nhiều cái công lắm. Và ngoài cái chuyện về dịch kinh đại thì Hòa Thượng là người giới thiệu cái danh từ chuyên về văn phạm. Tại vì trước khi mà Hòa Thượng Minh Châu dịch đó thì chúng ta có những sách dạy Pali của ngài cổ tông chẳng hạn, nhưng mà cái sách dạy nó vẫn giữ nguyên chữ Pali thôi. Và giống như là Nudiya Vipatti, Tatiya Vipatti, Chattutta Vipatti, Pancha Vipatti. Và Hòa Thượng Minh Châu là người đã sử dụng những cái từ gọi của ngài Buddhadatta. Ngài Buddhadatta là một vị cao tăng người Tích Lan, để tạo ra những cái từ mới. Và những từ này nó không có trong văn phạm. Dạ. Ví dụ như mình nói là tám cách là chủ cách, đối cách, sử dụng cách, chỉ định cách, xuất xứ cách, sở hữu cách, rồi định sở cách, hô cách. Những cái từ này quý vị không đọc trong trong cái rất ít khi học, kể cả khi mình học văn phạm bằng tiếng Anh. Dạ. Kể cả học văn phạm tiếng Anh. Nhưng mà tám cách này rất là quan trọng. Dạ. Tám cách này quan trọng. Và chúng ta phải nhớ cho rõ. Ví dụ như là tự nhiên nó chỉ định cách là gì? Dạ. Chỉ định cách thì chúng ta nói rằng đó là một túc từ gián tiếp, là Đức Phật thuyết pháp thì pháp đó là túc từ trực tiếp, nhưng mà nói là vì hạnh phúc cho đời thì cái đời đó là một túc từ gián tiếp. Dạ. Có thể nó là một mệnh đề, hay là có thể là một cái từ và túc từ gián tiếp. Thì khi đó nó chỉ định cách, chúng ta nhớ như vậy. Hay là khi mà nói xuất xứ cách, dạ, xuất xứ cách đó thì mình hiểu nó có nhiều nghĩa, là xuất xứ cách chỉ cho xuất xứ hay là sự tách rời. Và sự xuất xứ và tách rời thì ví dụ như là một người ra khỏi nhà, và một người đứa con trai đã rời khỏi nhà thì đi khỏi nhà nó phải xuất xứ, hay là tôi đến từ chỗ đó, và thì nói về xuất xứ hay sự tách rời. Cái đó là cái mà chúng ta phải nhớ và nhớ cho kỹ. Có những cái thì rất là dễ, ví dụ như là sử dụng cách nói về phương tiện hành động thì dễ nhớ, nhưng mà nói sự hợp tác á, thì sự hợp quần chẳng hạn thì được khó nhớ, là chúng ta phải nhớ thêm. Thì chúng tôi muốn quý Phật tử nhớ một điều như vậy, là chúng ta rất là cần để nắm rõ từng một. Nếu mà mình học qua hai mấy bài rồi mà khi mà nói đến tám cách mà mình còn
hơi mơ màng, lịch sử rất là đáng tiếc. Và ngày xưa tới giờ khi mà chúng tôi học tiếng Phạn hay là học tiếng Anh thì chúng tôi thấy có một điều là bất cứ cái giáo trình nào, bất cứ cuốn sách giáo khoa nào thì ở trong đó đó họ đều chú trọng đến bài ôn và bài tập thôi. Bài ôn và bài tập. Tại sao vậy? Tại vì thứ vị học ngôn ngữ đó, không phải là điều mình ngồi đó mình tán ra, mình suy diễn ra, mà học ngôn ngữ đó là cái gì đó mà chúng ta cần nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại, và cái sự ôn nhắc đó, như là trong câu nói văn ôn bỏ luyện, mà nói văn ôn đó, thì phải nói đụng tới ngôn ngữ thì là cái mà chúng ta phải ôn nhắc rất là nhiều. Ở đây chúng tôi không có cái ý là quý vị nên quá đào sâu vào tiếng Phạn. Dĩ nhiên là khi quý vị nghe từ đoạn từ siêu phân tích một đoạn văn hay một chữ, một cái gì đó thì sẽ phân tích rất sâu, là trên phương diện là phân tích về ngôn ngữ. Nhưng mà chúng ta cần nắm cái căn bản. Và ví dụ như là ba ngôi cái động từ thế nào, rồi ba thời động từ thế nào, rồi số ít như thế nào, số nhiều thế nào, thì chúng ta nói về động từ. Và khi nói về danh từ thì tóm tắt như thế nào, về số ít như thế nào, số chi nhiều như thế nào. Hoặc giả là chúng ta học một số về giới từ, chúng ta học một số về các cái từ vựng, gọi là từ biến thể và bất biến thể. Những cái đó là cái mà chúng ta cần biết. Trong cái thế giới của một người học ngôn ngữ đó, nó rất là đơn giản, thưa quý vị, là mình đừng có ngại cái mênh mông của nó. Mình học đến mức độ nào đó đó, và ban đầu ví dụ mình mới học ngôn ngữ, cái nào nó cũng lạ hết. Nhưng mà học dần già rồi, ví dụ quý vị ở bên Mỹ 2-3 năm rồi đó, thì trong một cái trang báo mà mình tìm được vài chữ mà mình không biết, thì đó là một điều rất là thú vị. Và lúc đó thì mình thấy nó không quá khó nữa. Ví dụ như bây giờ một người đã quen học tiếng Phạn rồi, thì vấn đề nhìn vào một cái trang kinh đó, không phải là mình không phải là mình cảm thấy ngao ngán trước những cái hàng chữ mà nó hoàn toàn xa lạ, mà lúc bây giờ nó trở nên rất là thú vị. Nếu ở trong trang kinh đó mình tìm được vài chữ, và vài chữ đó mình phải tra từ điển, mình không biết, hay mình chưa từng gặp bao giờ, thì đó là một điều thú vị. Đó chuẩn bị giống như mình học thức. Và học thức anh, lâu lâu mình nghe được một bài nói trên đài, mà mình nghe có một hai chữ mà mình không có hiểu, chữ mới, chữ lạ, hay là đôi khi trong giới chính trị người ta nói bóc, người ta nói những cái tra kinh, những cái colloquial nào đó, idiom nào đó mà mình không biết, thì mình nghe tự nhiên nó trở thành một cái chuyện rất là dễ dàng. Và rất dễ dàng bởi vì sao vậy? Là phần lớn mình biết, nhưng mà có một vài cái chữ không biết thì mình sẽ đào sâu vào. Chúng ta là chắc quý vị Phật tử một điều rằng khi học tiếng Phạn đó, và nó có một số cái căn bản thôi, nghe nói thì nhiều để số căn bản, ví dụ như là tám cách chia danh từ, hay là những cách chia động từ. Nhưng bây giờ thì chúng ta nghe nói thì nhiều, nhưng mà nhai đi nhai lại, cái công việc mà chúng tôi muốn làm mỗi ngày là ôn cho quý vị. Và tôi thưa với quý Phật tử một điều là hiện nay chúng tôi vẫn chưa có được một cái mô thức, một cái kiểu mẫu nào đó mà nó chúng tôi cảm thấy thích hợp để dạy cái Phạn ngữ trên cái mạng thao thoát. Và dĩ nhiên bây giờ thì chúng tôi đã bắt đầu dần dà có định hình ra, một ngày thì mình có kinh văn, rồi có bài ôn, rồi mình có bài học trong ngày và có bài tập. Nhưng quý vị thấy rằng nó vẫn còn lỏng chỏng với nhau lắm. Tại vì cái phần kinh văn á, tại sao chúng ta có phần kinh văn, là thật ra cái mục đích kinh văn không phải học tiếng Phạn đâu. Thì kinh văn nó làm cho cái chúng ta cảm thấy thân quen, cảm thấy gần gũi, giống như mình đã quen. Ví dụ như là quý vị mới đến thành phố nào đó, dẫn đi rồi công viên chơi hay ngoài chỗ thắng cảnh chơi, chứ không nhất thiết là mình dẫn ra ngoài đó để mà mình biết cái gì mà thực dụng của thành phố này. Thì khi mà quý vị nghe phần kinh văn thì cứ nghe, mỗi một đoạn kinh văn thưa quý vị, ở trong đó chứa đựng một số những cái điểm mà nó rất là thú vị cho đời sống. Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta nghe từ đầu từ siêu nói về
một cái đoạn kinh được trích ở trong phòng hai pháp của thân chi bộ kinh. Và trong cái bài kinh này, Đức Phật ngài đề cập đến hai điều. Thứ nhất là một người tu tập đó, không nên cảm thấy tự thỏa mãn hay là cảm thấy đầy đủ rồi đối với thiền pháp. Thiền pháp thì không đầy đủ hết, và luôn luôn dũng mạnh bất thối ở trong sự tinh cần. Dạ, tức là walk on, tiếp tục đi tới, tiếp tục và tiếp tục, không bao giờ mà lơ là, không bao giờ bỏ cuộc cách. Và cái ý nghĩa này thật ra nếu chúng ta suy nghĩ lại đó, thì mình thấy được điều là ô, bài học thì nhắc chúng ta thấy rằng đối với thiền pháp đó, mà chỉ cần chúng ta cảm thấy tự mãn, cảm thấy đủ rồi đó, thì mình có vấn đề. Cũng giống bây giờ mình học Phật pháp mà mình mới nghe pháp, ô Phật pháp mình nghe mỗi ngày đủ rồi đó. Dạ, yeah. Không bao giờ nghĩ là đủ, thải mình nghĩ là đủ rồi thì có vấn đề đó. Thì những câu Phật con cắn như vậy đó, nó lại là một cái sự gợi ý cho chúng ta. Thì tương tự như trong cái lớp học này đó, có thể một số Phật tử ngày hôm qua Chủ nhật chúng tôi có gặp hai Phật tử mà chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên là các vị nêu lên vấn đề giáo trình phản ứng. Và quý vị đó là người vào tham dự trong cái lớp này, và Phật tử chùa chúng tôi không có biết. Dạ, khi mà quý vị nói thì chúng tôi để ý và chúng tôi thấy là khi quý vị Phật tử học có cái trở ngại về vấn đề làm bài tập, chúng tôi sẽ cố gắng. Dạ, chúng tôi sẽ cố gắng. Chúng tôi hiểu hoàn toàn những khó khăn quý Phật tử, là bởi vì cho đến nay chúng ta chưa có một cái giáo trình mà nó có tất cả là đồng bộ và chứng mực. Dạ, nó còn có cái cách chấp phá lắm. Dạ, chấp phá lắm. Bởi vì, thưa quý vị, vấn đề của chúng ta là chúng ta làm sao cho nó nhịp nhàng. Và rõ ràng một điều đó là trong cái sự cố gắng này, nó còn có nhiều cái lũng củng, chúng ta sẽ cải thiện từ từ. Thì chúng tôi nhắc quý vị là cố gắng. Bây giờ nói nhiều thì nói nhiều, mà trở lại, ví dụ 8 cách chia danh từ, chúng ta nắm cho căn bản. Chủ cách là sử dụng trong trường hợp nào, đối cách trong trường hợp nào, sử dụng cách trong trường hợp nào, chỉ định cách trong trường hợp nào, xuất xứ cách trong trường hợp nào, sở hữu cách trong trường hợp nào, định sở cách trong trường hợp nào, xuất xứ cách, thô cách trong trường hợp nào chẳng hạn. Thì mình cứ tập trung vào học điều đó. Cái sợ nhất của trường học đó là nó làm cho chúng ta rối rắm. Khi mà rối rắm rồi đó thì nó không có nhớ được, cái mà đã nó không có nhớ thì mình không đi tới được, không tiến bộ được. Thì cái công việc của chúng ta ở đây là gì? Là làm sao mà có tập trung, và cái tập trung vào những cái nét chính. Khi mà mình tập trung vào những cái chính đó rồi, mình học nắm vững rồi đó, thì cái hoa lá cành ở bên ngoài bao nhiêu chúng ta cũng được hết. Và chúng tôi muốn với Phật tử cứ tưởng tượng là như là quý vị đến thăm thành phố Houston, nơi mà chúng tôi đang ở. Và nếu mà mình đến đây mà mình cứ nghĩ trong bụng là ô, ở đây có bao nhiêu là hệ thống xa lộ, bao nhiêu là khu phố, bao nhiêu mình đi ra tiếng hồ cũng chưa hết thành phố, thì mình nghe mình sợ. Đừng có sợ, không có chuyện sợ hết. Đến đây mình chấm 3 điểm 4 điểm, mình đi à, đây là khu chợ Việt Nam, đây là chùa, đây là chỗ nào nào đó, tập trung đi chỗ đó, đi từ điểm A tới điểm B quen thuộc rồi, thì sau khi quen thuộc điểm đó rồi thì mình đi từ một điểm khác. Dạ, sư trưởng có nói một câu mà suốt cuộc đời chúng tôi nghĩ rằng nó cũng là một câu rất là lợi lạc. Sư trưởng nói là từ từ mà nhặt hoa rơi, ở cho có chí hơn người trèo cao. Dạ. Nếu mà mình đòi hỏi một lúc mà mình phải nắm hết tất cả mọi thứ, mình không có nắm hết đâu. Và đôi khi mình ôm được nhiều quá đó, mình sẽ rối. Dạ. Vì giảng sư soạn giáo trình là cứ soạn, vì giảng sư giảng là cứ giảng. Nhưng mà mình phải nắm một vài góc trước. Dạ, nắm cái góc. Dạ, mình có thể phân biệt danh từ có 8 cách chia như thế nào, động từ các cô thứ thế nào, ở trong tiếng Phạn thì số ít số nhiều là nó như thế nào, ở trong tiếng Phạn nam tính trung tính nữ tính thế nào. Dần dà đó thưa quý vị, những cái đó nó rõ ra, nó hiện rõ, và khi nó hiện rõ ra đó thì chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Dạ. Ở trong cái cách mà mình ngồi thiền hay trong cách mình học đó, nó có một cái
một giai đoạn là ví dụ như trong thiền tiếp xứ mình nói là với cái tâm khinh an bị thở vô, với tâm khinh an bị thở ra, hay là chúng ta nói là với tâm hân hoan bị thở vô, hân hoan cảm thấy thở ra. Cái khinh an hay cái hân hoan là chính là sự thoải mái và thoải mái. Ban đầu thì mình học như mình ăn cơm nguội vậy đó, ăn cơm nguội nhai nó khó, nhưng mình nhai một lúc thì bắt đầu nó thoải mái. Chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ đó, có nhiều khi muốn làm một cái bài gì thì nó khó, nhưng mà đến lúc nào mà mình đã soạn bài quen rồi thì khi mình soạn mình cảm thấy thoải mái, mình không có vấn đề gì. Dạ. Nó thoải mái rồi, giống như quý Phật tử mà không quen nấu ăn thì vào bếp cái lụng cũng thấy khó, nhưng mà nó quen rồi đó thì hãy quăng như bếp thì nóng hơn. Mình đọc cái sự thoải mái đó, nó là một cái làn ranh, một cái làn mức mà tất cả chúng ta học chúng ta sẽ đi tới. Và chúng tôi rất mong rằng khi mà quý vị học ở trong lớp Phạn ngữ, như lớp Thắng Pháp và lớp Trung Bộ đó, chúng ta sẽ cho phép mình có một cái không gian rộng, có một cái sự bao dung với chính mình, là đừng đòi hỏi mình quá, mình học thoải mái. Và khi mình học thoải mái xong rồi rồi thì có ai chặn mình nữa cũng được. Chúng tôi bảo thảo người ở trên đời này, thế cái gì mà mình thích rồi đó thì giờ cha mẹ có chặn không cho mình cũng đi nhỉ? Kỳ lắm. Mà mình đã không thích rồi á thì có nhiều khi mình ăn ngán, giống như mình nhai cơm nguội vậy. Và thành ra ráng cố gắng để dần dà tìm được một cái phương thế, một cách thế, và cách thế đó làm cho mình cảm thấy yêu thích, cảm thấy thoải mái. Bây giờ chị thưa quý vị, bởi vì hôm nay không có nhiều thời giờ đó, chúng tôi muốn trả thời giờ lại cho thượng tọa Tuệ Siêu để dành 30 phút còn lại cho cái phần mà giảng về bài học. Thì từng rồi chúng ta chưa đi vào bài học. Bây giờ xin thay mặt cho đại chúng cái thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu trở lại với bài học trong ngày. Được, kính thưa quý vị, bài học trong ngày hôm nay chúng tôi không có nhận được, không biết là học cái gì. Quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Chắc có lẽ là học bài cũ. Xin hỏi gì có phải là học bài cũ? Vì hôm nay sư tự tri không có in bài cho chúng tôi. Như vậy xin hỏi thượng tọa giáo đẳng, có phải là mình học trở lại cái bài 27
Ồ, phi chỉ về nhân từ. Như vậy thì chúng tôi không có cái bài học ngày hôm nay khi chỉ về nhân từ. Hôm tuần rồi chỉ có học biểu thị đại danh từ. Biểu thị đại danh từ nó gồm có ba loại, là chỉ thị đại danh từ như là chữ imat, tác và etat, còn phím chỉ đại danh từ là giác, anh nhát và sapat. Nghi vấn đại danh từ là các tiết. Thì ở đây hôm thứ hai tuần rồi thì chỉ có học về cách chia các cái biến cách của những cái tiếng chỉ thị đại danh từ thôi. Còn cái bài học mới thì tôi chắc chắn chưa có soạn. Chúng tôi trích ra. Nếu mà bây giờ chúng tôi đem, chúng tôi giảng đó, thì quý vị sẽ không có bài. Sẽ không có bài học. Sẽ không có bài học được đăng. Nếu có thì sao sư tự tri không có in cho các bài hôm nay à? Cái chỗ này chúng tôi đang bị rối. Trong tuần trước đó, thứ hai tuần trước đó, thì chúng ta học kinh văn là tâm và các khối quế. Với bài học trong ngày là cách dùng các biểu thị đại danh từ, thì chỉ có giới thiệu biểu thị đại danh từ thì gồm có chỉ thị đại danh từ, phím chỉ đại danh từ và nghi vấn đại danh từ. Thì trong cái bài học ngày hôm đó là nói đến những tiếng chỉ thị đại danh từ như là im bát, và giới thiệu rằng bài học cho tuần tới, tức là bài học hôm nay đó, là phép dùng các biểu thị đại danh từ Visesana năm mắt tiếp theo, rồi sau đó là bài tập. Vậy in kỳ rồi đâu có đầy đủ chứ, đâu có đầy đủ. Vậy in kỳ rồi chỉ có cái bảng chia của cái chỉ thị đại danh từ ý bác thôi. Cho nên bây giờ nếu mà học lại thì học theo bài tuần rồi đó, thì chúng tôi phải dạy lại những gì mà chúng tôi đã dạy.
tức là chữ im ắng. Như là số nam tính thì ayang ime, đối cách là imang ime, ime da ande da, ime phi ime hi e hi im phi. Rồi nữ tính trung tính chỉ có bao nhiêu thôi. Vậy anh hỏi thứ hai tuần rồi có đầy đủ, đâu có đầy đủ, có nhiều đó chứ. Sư tự tri xem lại cái bài kỳ rồi sư vừa in cho tôi đó. Quý vị chờ chúng tôi gì lát. Thì bây giờ nếu mà học tiếp á thì chúng tôi trình bày khơi khơi, các vị có bài sẵn ở trước mặt không? Chắc có lẽ là quý vị có bài. Thôi được, bây giờ chúng tôi cứ trình bày tiếp, giảng tiếp. Rồi quý vị tự tìm bài. Và trong cái bài in đó,
bài học ngày 1 tháng 3 2011 thì chúng ta chỉ mới có bản chia là cái tiếng biểu thị đại danh từ ý bá, cái này có biến cách như sau: chủ cách số ít ả dân số nhiều y mê, đối cách số ít y măng số nhiều y mê, sử dụng cách y mi đa anh đề đá y mê hí y mê phí y hí y phí, chỉ định cách sở thuộc cách là ác sáng y bát sáng, thương nhiều là y mê sang y ba mê sang năng e sang e sang năng, còn số sức cách số ít là y bằng hòa ác ba y bát ba, còn số nhiều là y mê phí y mê hí tên phí e hí, định sẽ cách là y bằng hí astin y bê su e su, còn nữ tính chủ cách là dân số nhiều là y mê y ba vô, đối cách là y bằng y ba vô, sử dụng cách số sức cách là y ba giá y ba phi y ba hi, chỉ nên cách sở thuộc cách là y ba giá y mi sa giá a sa, số nhiều y ba sa năng a sang a sa năng, định sẽ cách y ba giang y mi sang a sang y ba su, còn trung tính số ít là y băng, đối cách là y băng y đăng, và số nhiều chủ cách và đối cách cũng là y mê y ba lý, có bao nhiêu đó thì rồi trong cái bài học chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nếu mà bây giờ tiếp tục đó, thì chúng ta học cái tiếng cũng là chỉ thị đại danh từ, nhưng mà đó là đại danh từ chữ ta là ấy cái ấy, có biến cách như sau: cái chữ tám nếu chia cho năm tánh á, tám bảy cách của năm tánh á, thì chủ cách là số số nhiều là t, đối cách là tăng năng số nhiều là t nê, sở dụng cách là t đát t phí t hí, chỉ định cách sở thuộc cách là y bát xá t sáng t sa năng tát xá tê sang tê sa năng, sư sư cách là tâm hà tát ma tê phi tê hi, định sư cách số ít là tâm hi tát minh sư nhiều là tê su, còn nữ tánh là sa ta ta vô tăng năng ta ta vô, sử dụng cách số sức cách giống nhau là ta giá ta phi ta hi, chỉ định cách sở thuộc cách là ta sát ta giá ta sang ta sa năng, định sức cách là ta sang ta dân ta xúc, còn trung tánh
thì các cách giống như ở phần năm tánh, chỉ khác nhau ở chỗ là chủ cách. Đối cách số ít số nhiều, số ít là tăng, số nhiều là tê tăng ý, chỉ có bao nhiêu đó. Thưa quý vị, ở trong cái quyển Bali Hàm Thủ, khi mà chúng tôi soạn như thế này là cốt để giúp cho người học Hàm Thủ họ khỏi phải đi kiếm ở đâu cho mất công. Họ chỉ cần xem cái bản kia đầy đủ. Sau khi học bản kia đầy đủ thì chúng ta sẽ có cái phần bài tập. Chúng ta phải có cái phần bài tập. Chứ còn ở đây là chỉ nêu những cái bản kia thôi. Và những cái bản kia như thế này thì chúng ta cứ đọc, đọc tới đọc luôn, quý vị cũng chả hiểu gì. Quý vị cũng chả hiểu gì. Thì cái phần nêu cái phần mà cho bài tập cho mỗi phần đó, thì thực ra cái phần này Thượng Tọa Giáo Đẳng sẽ hướng dẫn cho quý vị làm bài tập. Như là bài tập từng rồi đó, thì chúng ta chỉ áp dụng đại danh từ, nhân xưng đại danh từ thôi, áp dụng nhân xưng đại danh từ. Như bài tập hợp ngày 1 tháng 3 đó, khi mà dịch sang tiếng Việt các câu sau đây, chữ âm hăng, đây là đại nhân xưng đại danh từ âm hăng. Âm hăng kamari karota dasa bisapasa phần thứ những người làm những công việc của chúng tôi, những người đệ tớ làm công việc của chúng tôi cũng là làm công việc cho chúng tôi, cũng là những bậc chân nhân, những bậc hiền trí. Bài này thì quý vị có rồi. Tuần rồi Thượng Tọa Giáo Đẳng chưa có chưa có sửa bài tập cho quý vị với nhân xưng đại danh từ trước, còn tuần này lẽ ra là chúng ta sẽ có bài tập cho chỉ thị đại danh từ imá, nhưng mà cho đến bây giờ thì chúng tôi chưa có thấy được cái bài tập đó bao giờ. Hôm nay sư Từ Tri chỉ gửi cho chúng tôi về cái bài kinh văn hành giả và sức mạnh của ý chí. Chỉ có bao nhiêu đó, chỉ có phần kinh văn về hành giả và sức mạnh của ý chí thôi.
chứ không có cái phần văn phẩm mới. Cho nên trong cái phần này thì hôm nay chúng tôi sẽ không có giảng tiếp, bởi vì giảng tiếp như vậy sợ e rằng quý vị sẽ không có bài để quý vị theo dõi. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa giáo đoàn trở lại nó một tay. Xin được trước hết xin được sám hối với thượng tọa trời siêu và cũng xin lỗi tất cả quý Phật tử là vì từng rồi công việc đi ra bên ngoài. Nhưng mà sau đó thì nghe Đại Đức Tiểu Trì nói đó thì hiểu lầm, tưởng là khi rồi do lý do trục trặc kỹ thuật nên bài văn phạm chưa có giảng, hoặc là giảng sơ khởi thôi, nên giảng sơ lược thôi. Thành ra kỳ này chỉ là mới phần kinh văn, còn phần văn phạm với bài tập tôi thì diễn bài nguyên bài cũ. Nhưng mà bây giờ tôi biết là chúng rồi chúng tôi từ sư đã giảng phần văn phạm rồi, bởi vì nó có chút hơi lúng cũng và rất là sống với chúng tôi từ sư đến nay. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, như chúng tọa trời siêu có đề cập khi đại đó, là khi mà chúng tọa soạn cái giáo trình Pali hàm thụ thì chúng tọa có dẫn chứng một số các cái câu đặc trưng để cho những người học về sau này họ không phải đi tra chỗ này tra chỗ kia. Và cái này cũng có cái lợi cho quý Phật tử rất là nhiều. Nhưng mà đôi lúc cái thí dụ thì nhiều, nhưng mà khi mà giảng thì thượng tọa giảng ngắn thôi. Thí dụ chữ anh, chữ tôi, cái này, cái kia trong tương đối là thượng tọa chỉ giảng ngắn và đọc lên. Đọc thì quý vị đã thấy có trong đó rồi. Chúng tôi biết rằng một cái tài liệu cho chương trình hàm thụ nó khác với một bài giảng ở trong group. Lần này thì nãy giờ chúng tôi ngồi nghe thượng tọa chia sẻ trình bày, và cũng như chúng tôi nhìn lại lớp học ở trong lớp, thì chúng tôi muốn thưa quý vị rằng sở dĩ mà chúng tôi chọn cái quyển Pali hàm thụ tại vì quyển sách này do thượng tọa tự siêu giảng ở trên biên soạn, và khi mà cái tài liệu của mình biên soạn thì dễ hơn. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng riêng ở trong Paul Talk thì chúng tôi sẽ làm gọn lại một chút, cũng giữ nguyên của thượng tọa tự siêu, nhưng mà làm sao để mỗi lần post lên quý Phật tử nhìn những bài post quý vị có thể nhớ được. Có thể nhớ được, chứ nếu không thì thật ra nó cũng mênh mông lắm. Như chúng tôi có nói với quý vị từ ban đầu đó, là chúng ta phải tìm ra một cái phương cách để dạy tiếng, để hướng dẫn Phạn ngữ ở trên Internet, và chúng tôi thì cố gắng, chúng tôi chỉ cố gắng. Nhưng mà phải nói một điều đó là cho đến giờ này đó thì chúng tôi phải dung hợp hai phía. Một phía là cái bài giảng làm sao cho thượng tọa tự siêu là bị giảng sư đó có cái cảm hứng để mà giảng, và một mặt khác thì chúng tôi cũng muốn là quý Phật tử khi mà theo dõi cái giáo trình thì quý vị có thể theo dõi kịp, nghĩa là một tuần này chúng tôi gặp một lần thôi. Đôi khi mình nói là giảng sau quên trước, giảng trước quên sau, thì đòi tự siêu thì tôi muốn đi tới. Nhưng mà rồi quý Phật tử thì nhiều khi bài tuần vừa qua đã không nhớ được rồi, mà còn bài những bài trước nữa thì hơi khó nhớ. Và do vậy quý Phật tử quan hỷ cảm thông
Và đặc biệt là trong những ngày dạy thánh pháp cũng dạy phản ngữ mà chúng tôi không có vào được, thì như là tuần rồi chúng tôi chỉ nghe nói lại là bài chưa học, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi biết là các vị đã nghe giảng rồi, nhưng mà các không rõ thời ra để chưa biết là một số yêu cầu giảng lại, yêu giảng lại chứ không phải là vì bài rồi kia rồi bị giảng rất mới là chúng ta học bài 7A rồi bây giờ ngày hôm nay 27B. Chú ý vì chúng ta không khó lắm ngày hôm nay, và như thì đoạn chị sư nói, cái bài tập này nó đã cũ rồi. Chúng tôi chỉ nhắc quý Phật tử một số cái khái niệm mình nhớ về cái đại danh từ đó. Ở trong đại danh từ là có ba, và đó là nhân sinh, ví dụ nói là tôi, anh, và thì cái tôi, cái anh, bạn là cách mà mình xưng, tự xưng chính mình và mình nói trực tiếp, thì cái đó là nhân sinh đại danh từ. Thì cái này cũng chia theo những cái cách của danh từ, nhưng mà chỉ có điều là không có xài hữu cách tại từ, nó ra có hữu cách rồi. Dạ, nên không có. Và chúng ta có một cái loại đại danh từ mà ở đây thiền tọa để sử dụng của chữ là phím chỉ đại danh từ, và tức là cái đại danh từ để nói thí dụ như là cái này cái kia cái đó. Và đây là một cái đại danh từ mà chúng ta xài rất là thường khi mà mình học một cái ngôn ngữ mới, và học ngôn ngữ mới hầu như phím chỉ đại danh từ là cái mà chúng ta xài rất là nhiều khi mà chúng ta không có biết rõ cái tên gọi. Ví dụ như là chúng tôi cầm một cái vật thể gì đó, và mà chúng tôi không biết chính xác cái tên đó là cái gì, thì chúng tôi hay nói là cái này gọi là sao, cái kia là sao, hay là giống như cái vế nó bên đi bên tê và bên này bên kia vậy đó. Thì cái phím chỉ đại danh từ. Và một cái đại danh từ thứ ba gọi là nghi vấn đại danh từ. Dạ, nghi vấn đại danh từ thì cái nghi vấn đại danh từ chỉ cho thì những cái từ đã có là ở đâu, cái nào, ra sao, có bao nhiêu, thì đó là nghi vấn đại danh từ. Thì những cái đại danh từ này nó cũng có cái đặc biệt để chúng ta hiểu tiếng Phạn là luôn luôn là có hai số, số ít và số nhiều, số ít và số nhiều. Thật ra mà nói là chỉ khi mình học tiếng Pali á, nó đỡ hơn là tiếng Sanskrit. Tiếng Pali á, thì chúng ta có hai số, nhưng mà trong tiếng Sanskrit bắt Phạn thì có cái ba số rồi. Dạ. Số đơn là một số, số kép là hai số, và phức số là số nhiều. Một số chia riêng, hai số chia riêng, mà số nhiều chia riêng. Thì chúng ta mai học tiếng Pali sẽ đỡ khó hơn. Nên về điểm này quý Phật tử cũng chịu khó một chút. Chúng tôi nói là dần dà quen. Những cái câu này quý vị nghe rất là nhiều khi mà trong những lời tạc bạch. Ví dụ như mình đã ý đăng vô nha y năng, và ý đăng rồi vô nha y năng chẳng hạn, thì chúng ta nghe những câu đó thường lắm. Hay là quý vị thỉnh thoảng nghe có những câu là ma nhân phân tê hay là an phân tê, thì câu trong lời đặc bạch lời trình hay sinh giới và vật sinh thọ thông quy của giới, quý vị nghe rất là thường. Nhưng mà rồi khi mình đọc cái này đó thì dần dần mình hiểu những cái chữ này nó là những đại danh từ, nó được chia ra ngoài cái nhân sinh đại danh từ là chúng tôi, chúng con, hay là tôi hay là con, thì chúng ta còn có những danh từ khác như là tại sao trong trường hợp này
mình nói là iman, y đăng, và trong trường hợp kia chúng ta là imani, ví dụ như imani sikkhapada nisama niyami chẳng hạn. Tại sao có gì những chữ này quý vị gặp thường lắm, và những cái chữ như là so te tăng đề nê tác giả, như là nam mô tác giả phật câu ba tô chẳng hạn. Chúng tôi đang nghĩ một chuyện đó, và chúng tôi đang nghĩ một chuyện đó là có lẽ trong cái bài học sắp tới, những bài học sắp tới, nhưng mà khi mình học về đại danh từ này, chúng tôi sẽ hướng dẫn nó bị ngoài các bài tập đọc thêm một vài câu kinh. Tại vì ở trong kinh tụng chúng tôi gặp những cái chữ từ này nhiều lắm. Dạ, yeah. Mình học câu ngắn thôi. Dạ, yeah, mình học câu ngắn thôi. Những cái câu ngắn là chúng ta nhớ. Ví dụ như có câu Nam Mô Tát Xá Phá Câu Bá Tô Rạp Tô Sâm Ma Sâm Bú Tát Xá. Thì chữ Tát Xá ở đó nghĩa là gì? Dạ, yeah. Chữ Tát Xá ở đó nghĩa là gì? Ngay trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta cũng dần dần đến đó. Hay là chúng ta có những bài Ime Hiniva Tuba Nisakare. Cái học tiếng Pali đó, mà mình càng học mà mình càng cảm thấy những bài kinh trở nên thân quen, trở nên thích thú dễ đọc, thì quý Phật tử sẽ học nhiều hơn. Thật ra chúng tôi phải nói rằng rất là xin lỗi quý Phật tử, hôm nay nó có chút lộn xộn. Vì một bên đó là từ đầu từ siêu thì tôi nghĩ rằng từ đầu đã giảng rồi, và một bên nữa thì có thì đã từ đây cho biết là có vài Phật tử muốn nghe được giảng lại. Và sau này đó thì chúng tôi sẽ hỏi kỹ lại những điểm này. Chúng tôi cứ nghĩ rằng bài học bao vọng kia rồi chưa giảng, hay là mới giảng xong trục trặc hay chưa giảng thôi. Quý Phật tử hoan nghỉ. Dù sao đi nữa thì thứ vị trong một bài học 2 tiếng đồng hồ, chúng ta nói theo danh từ ngữ, theo cách nói người Việt Nam là không bổ về ngang, bổ về dọc, không học thêm về ngữ, học về kinh văn. Và nếu chúng ta học bài kinh văn ra thì chúng ta có thể lượm được một vài chữ tốt. Mà thật ra nếu mà mỗi một kỳ mà chúng ta nhớ được hai ba chữ cũng tốt rồi. Do vậy rất là mong là quý Phật tử nói thêm người Việt là take it easy, tức là mình cứ học thoải mái, đừng có tạo áp tự tạo áp lực cho mình nhiều quá. Dần dần thứ gì khi mình chúng ta đã quen rồi thì mình sẽ thấy rằng mỗi một ngày thu lượm được một chút, như sư trưởng nói là từ từ mà giặt hoa rơi ở cho cái chi hơn người trèo cao. Chúng tôi xin kết thúc chương trình hôm nay của Trung Phật Học Buddha Dhamma. Kính thiền thượng tọa thượng sư đã dành thời giờ để giảng dạy cho bài học này. Kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú lành thai, con Diệu Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở rộng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đóng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp sứ hương viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc thật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đại làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy, dạ con thành kính tri ơn quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Cha cũng xin thông báo đổi giờ mùa hè sắp tới. Dạ,
sẽ đổi giờ, tức là ngày 14 tây tháng 3 sẽ đổi giờ. Rum sinh hoạt theo giờ mùa hè Hoa Kỳ, trễ hơn nửa tiếng Việt Nam, sớm hơn nửa tiếng. Tức là Việt Nam từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Dạ, kính mong đạo trưởng Đào hoan hỷ ghi nhận để không phải giao trễ. Dạ, bây giờ thì cô xin phép được xuống mic ạ.